Thưa quý vị, và lúc này thì chắc hẳn là sự chú ý của người hâm mộ đang hướng tới những vòng quay rất hấp dẫn của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Và ngày hôm nay, lúc 17 giờ 30 phút trên kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Đại học Thể thao Bắc Kinh và tuyển trẻ Thái Lan. Đặc biệt, quý vị đừng bỏ lỡ trận đấu bán kết giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia sẽ được truyền hình trực tiếp cũng trên kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ tối nay.